Trường Giang xin kính chào quý vị khán giả của Đài VTN. Kính thưa quý vị, hôm nay Trường Giang đang có mặt tại phi trường của thành phố Boston tại tiểu bang Massachusetts để chào đón mục sư Ngô Đắc Lũy. Ông đã xin chỉ tị nạn chính trị từ Thái Lan và hôm nay ông đặt chiếc máy bay 202 từ thành phố Los Angeles qua bên Boston. Và xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh sau đây. Thưa ông có thể chia sẻ cả mẹ con ngày hôm nay, nhất là khi ông biết là người em con, tức là mục sư Ngô Đức Lũy sẽ đến thành phố Boston cùng sum họp gia đình chứ ông? Cảm ơn trước hết tôi xin cảm ơn đài TBN đã có quan tâm và dành thời giờ để đến hôm nay đón mục sư Lũy, người em của tôi. Thực sự ra thì mục sư Lũy đã tị nạn Thái Lan thời gian đã khá lâu và chúng tôi cũng chờ đợi rất là lâu rồi. Thì hôm nay tất cả những trục trặc đã vượt qua và tôi rất là làm vui là đã đón em tôi đoàn tụ ở nước Mỹ để chia sẻ giá trị tự do và dân chủ ở đây. Rồi bên kia là bạn bè của anh ấy cả. Chúc mừng anh một tay rồi anh Thu. Trước tiên thì Trường Giang chào mừng mục sư đã đến được bến bờ tự do. Dạ, xin chào Trường Giang và xin gửi lời cảm ơn tất cả cộng đồng người Việt ở tại Boston cũng đã có cái hữu cảm với tôi, mặc dù là trong thời gian vừa qua trong công việc thì cũng chưa có một cái sự kết hợp nào, cũng có thể là nghe tên ở trên mạng thôi, nhưng mà hôm nay đến để gặp gỡ ở đây thì tôi hết sức xúc động. Dạ vâng, thực ra thì đáng lẽ tôi đã đến Boston là từ năm 2011, nhưng mà chính quyền Cộng sản Việt Nam cũng có một số cái hành động để mà ngăn cản. Họ thực hiện cái nghị quyết 36 á, không phải là chỉ với cái mục đích là nhuộm đỏ cái cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại đâu, nhưng mà họ còn có một cái nỗ lực là ngăn chặn tất cả những cái hoạt động chống cộng, đặc biệt là họ dùng những cái thủ đoạn vu cáo, họ bôi nhọ những cái nhân tố tích cực trong các cái phong trào chống cộng á, để mà chia rẽ họ, để mà ly gián họ với cộng đồng. Và tôi gặp khó khăn với cái nỗ lực đó của họ và bị treo lại hồ sơ trong 2 năm để cao ủy tị nạn ở Thái Lan, cũng như tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Thái Lan là điều tra xem những cái điều mà vu cáo đó có đúng sự thật không. Và 2 năm điều tra thì mọi việc được clear. Và cuối cùng thì tôi được sắp xếp để ra đi. Tuy nhiên trước khi ra đi đó thì tôi nhận được cái văn thư của cao ủy. Họ báo rằng là cái việc tôi ra đi thì cao ủy có trách nhiệm báo với tòa đại sứ Việt Nam. Bởi vì khi đó tôi vẫn còn là người Việt Nam. Và họ cũng cho biết là tôi có quyền từ chối cái việc gặp gỡ đó. Tuy nhiên thì sau đó là về phía cao ủy á, thì họ nhận được cái văn thư của tòa đại sứ Việt Nam là yêu cầu trục xuất tôi về Việt Nam chứ không có để tôi đi định cư, bởi vì họ bảo tôi là một cái nhân tố mà có thể gây nguy hại cho nhà nước Việt Nam. Họ bảo rằng trong thời gian qua thì tôi có những cái hoạt động, tôi có cái lãnh đạo một số cái tổ chức, cái phong trào chống cộng, cho nên họ nói trong cái hiệp ước mà an ninh quốc phòng ở các cái nước ASEAN á, thì không thể dùng một cái địa phương, một cái lãnh thổ của quốc gia này để chống phá lại quốc gia khác. Mặc dù tôi chỉ làm công việc truyền thông thôi, chỉ đưa tin về những cái vụ bắt bớ, những cái vụ đàn áp dân chủ và vi phạm nhân quyền ở trong nước thôi. Cho nên cao ủy họ cũng biết được điều đó và họ đã tổ chức khoảng một tuần trước đó, tức là cách ly tôi với mọi cái sinh hoạt bên ngoài, mọi cái thông tin liên lạc. Dạ, thưa anh Trường Giang, là tôi cũng rất là ngạc nhiên, bởi vì khi mà đến tại Hồng Kông đó, trong khi ngồi chờ đợi chuyến bay để đi tiếp qua Los, thì tôi nhìn thấy anh điếu cày, rất là ngỡ ngàng, muốn đến chào thăm, bởi vì trước đây thì cũng có cái sự kết hợp với nhau trong công việc. Nhưng mà tôi lại nhận thấy là anh điếu cày không phải đi một mình mà có hai viên an ninh của Cộng sản. Và tôi cũng muốn tuân thủ những cái điều mà tổ chức IOM cũng như là cao ủy cũng đã dặn dò tôi, là tránh xa ra những cái viên an ninh đó để mà có thể giảm thiểu những cái rủi ro có thể có. Chính vì vậy mà khi mà tôi khởi hành á, là vào lúc 12:30 thì tôi biết là chuyến bay của anh điếu cày là sau đó vài ba tiếng, nhưng mà chỉ nhìn thấy nhau thôi,
không chào hỏi và cũng không được tiếp cận với nhau. Trương Giang tường thuật từ phi trường Logan, Boston, tiểu bang Massachusetts cho đài SBS10.